À, còn một vấn đề mà khách hỏi mình đó là anh ơi, nếu mà chơi trong trường hợp làm sao mà biết nó hết pin được? À, cái này cũng dễ lắm ạ. Bạn chỉ cần chơi mà có cảm giác con thuyền nó, con tàu của nó giảm tốc độ đột ngột đó, là bạn biết nó báo gần tín hiệu là báo hết pin nha. Trên tay cầm các bạn nó sẽ có báo tín hiệu đèn báo đó, nó báo tít tít liên tục đó, có nghĩa là con thuyền nó trong phạm vi 1 phút đó, nó sẽ tắt nguồn. Do đó và phạm vi 1 phút là các bạn dời về vị trí ban đầu các bạn chơi ha. Đó, nó rất là đơn giản, không có gì khó đâu. À, chơi một thời gian các bạn phát hiện ra liền à. Cái này là bạn chỉ cần đi là nó giảm đột ngột, đang chơi mà nó giảm đột ngột là tay cầm của bạn nó phát tín hiệu liên tục á, tít tít là nó báo trong phạm vi 1 phút đó nó sẽ tắt nguồn. Do đó bạn phải dời về bến nha. Ok em ha. Rồi, anh soạn lại cho em nè. Okay, đây có đây chân vật kim loại ha, không phải cáp nha. Đây. Đây một cái bằng nhựa ở đây nè, nó có tặng kèm thêm cho em một cái lục giác nè, bộ lục giác với cái chân nhựa nè, với con ốc để bạn vô nè, đó là cặn kèm theo. Đây, phía trên là có cục pin ha. Rồi anh là coi kiểm tra rồi, tay cầm ha, đây ít ha, mua về chỉ gáp vô thôi. Đây hai yêu cầu hai cục pin của anh, của em 3S nè. Đây 1.500 ha, dung lượng xạ 30 ha. Đó rồi về nhà cứ test thoải mái ha. Đây xong ha, em anh đóng thùng lại, đóng hộp lại cho em ha.